Bây giờ em sẽ kéo tay em ra thử đi coi nó trắng chưa, để em test của em trước nha vậy. Qua áo rồi. Gì? Yeah. Ê thuộc vào lắc khách sạn nó chửi không ta? Không đâu. Không sao đâu. Dạ. Yeah. Cái này kem giặt ra. Ồ trắng nha má nha, trắng nha mấy má. Trắng nha quý vị nha, ngoan ăn vừa miệng nha. Em nói gì không trắng tán trong mặt của em, không trắng là tán trong mặt của em. Bây giờ em test em trước. Em sẽ thử em trước và sẽ thử thằng bé này sau. Chị em mở mày làm giùm em xíu nè. Hết da. Đây, đây quý vị coi đây, rất là trắng, rất là mịn màng quý vị nha, rất là trắng luôn. Đây lát em sẽ test hai tay cho cái hộp trà bá nữa như thế này quý vị nha, rất là lâu. Xài một tháng giữ luôn, xài để trong gia đình ba tắm, mẹ tắm, ông nội tắm, bà ngoại tắm, xài một tháng giữ luôn. 490k. Dạ bình thường á, tắm trắng ở ngoài 90.000 cũng có, 80.000 có. Nhưng mà quý vị biết không, nhiều khi những sản phẩm trôi nổi á làm ảnh hưởng tới da của mình nha quý vị nha. Nó sẽ bị dị ứng này. Còn đây là công ty đàng hoàng, có tem chống hàng giả. Nếu mà xảy ra dị ứng thì bên đây sẽ hoàn tiền cho quý vị, cũng như đền quý vị 10 triệu luôn. Một tuần mình quốc 2 lần dùm cho em quý vị nha. Ai muốn trắng mà trắng điếc á, một tuần quốc 2 lần dùm cho em. Bật tâm ngay từ lần sử dụng đầu tiên mới chế.